Xin chào quý vị, tôi là Tiffany Collins, biên tập viên của tạp chí Lowe's Creative Ideas về nhà và vườn. Tôi sẽ làm mẫu cho quý vị chiếc chụp đèn quyến rũ dùng cho buổi tiệc sắp tới. Chúng ta sẽ bắt đầu với một chiếc chụp đèn xinh xắn. Chúng ta sẽ gắn thêm những đồ trang trí này. Đây là những vật liệu phụ thời trang để gắn vào những chiếc chụp đèn và làm cho nó được đẹp lộng lẫy giống như quý vị trong buổi tiệc này. Quý vị để ý thấy chiếc chụp đèn nhỏ này có những đường gân. Chúng ta hãy đến khu bán thiết bị chiếu sáng của Lowe's và tôi sẽ gắn những lăng kính nhỏ xinh xắn này vào. Quý vị sẽ đánh dấu theo khoảng cách hoặc đo và châm thủng vòng đái của chụp đèn bằng cách dùng sợi dây sắt của lăng kính. Nhớ kẹp chặt bằng cách ép mạnh vào đó. Bây giờ hãy gắn thêm một ít đồ trang trí nữa. Quý vị hãy nhìn đây. Tôi muốn hoàn tất tác phẩm này bằng cách thêm một dải ribbon. Để gắn thêm ribbon, hãy đo chu vi của vòng đái và vòng trên của chụp đèn. Bây giờ hãy đo dải ribbon này. Quý vị có thấy là tôi đã khéo chọn chiếc chụp đèn này không? Rất thích hợp với vẻ đẹp của Nhung. Tôi rất thích cái dáng vẻ này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng keo đa dụng và chấm theo khoảng cách khác nhau xung quanh chụp đèn, rồi dính chặt ribbon vào. Quý vị hãy coi tác phẩm hoàn tất của chúng ta đây. Tôi thích loại ribbon vân thô này cùng với lăng kính, trông rất là đẹp. Bây giờ để có được kiểu lượng sóng này, quý vị cần thêm ribbon dài thêm từ 3 tới 5 inch. Và quý vị có một chiếc chụp đèn trang trí rất đẹp. Chúng tôi hy vọng quý vị thích thú với dự án này cùng với bạn bè và gia đình. Hãy ghé thăm vào tháng tới để biết thêm nhiều ý tưởng tuyệt vời từ Lowe's Creative Ideas.